Vâng, lên sóng cặp loa L100 Cantori để các bác cùng ngắm cặp loa này về chắc cũng ngày hôm kia các bác. Mà em để đây mãi chưa có quay chi tiết, tối nay quay chi tiết các bác cùng xem. Chứ các bác đang xem video này thì cũng đã thấy cặp loa này rồi. Thì em báo giá luôn, loa là em tuyển về, từ loa chắc bãi về đẹp xuất sắc nha các bác. Giá là 34 triệu bao gồm phí ship. Đặc trưng của dòng này thì chắc rất là nổi tiếng rồi, nó là dòng huyền thoại của JBL. Nói về độ hot của nó, về âm thanh này thì nó tuyệt vời. Các bác chơi đèn hoặc là chơi bắn dẫn không cần công suất lớn đâu bác, tại vì nó cũng từ Anico, không cần công suất lớn. Các bác chơi đèn những IL34 này, KT88 này, mà dòng này các bác quấn IL34 á, hoặc là 300B rất là hay. KT88 thì nó hơi lực. Đây rất là đẹp nha. Cặp này tiếng loa phải nói tuyệt vời và series liền kề luôn. Bác nào mình chơi gọi là sưu tầm thì lấy liên hệ cho em nha. Nó là bass 30 găng vải tắm dầu. Trước tiên em mời các bác cùng xem cái tiếng loa đồ đẹp của tiếng loa series liền kề nha. 900 và 901. Khi đóng cặp thì các bác sẽ thấy tiếng loa nó sẽ đều nhau, và từ loa mic cho đến loa trep nha. Hai vi tinh chỉnh phía trước cho dây mic và dây trep. Loa tiếng về đẹp xuất sắc và tất cả bao zin hết cho các bác, nên các bác yên tâm và sử dụng nha. Loa chắc bãi về thì khỏi bàn rồi. Tiếng loa rất đẹp nha các bác. Chép vàng, mic vàng, bát vàng luôn. Bát vàng có nghĩa là cái nấm màu vàng này các bác. Rồi đi vào chi tiết thùng vách để các bác ở xa mình có thể xem được. Bên em thì chuyên loa Mỹ, trong loa châu Âu rồi. Nghi loa Mỹ và loa châu Âu là phê rồi. Đây là những dòng loa để phục vụ các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero. Và chất âm nó tuyệt vời rồi, nó nổi tiếng đấy các bác. JBL thì hầu như dòng loa nào nghi cũng rất là ok, không có chê điểm nào hết. Từ những dòng 4312 hay là 44, từ bass 20, 25 đều rất là ok. L26, L36. Thùng quách đẹp xuất sắc nha. Các bác có thể kết bạn Zalo qua số 0965770227 để xem chi tiết hình. Em đều có đăng trên Zalo nha. Hoặc là các bác có thể xem trên này cũng được. Lo thùng gỗ lạc màu cam đỏ nha. Vuông thành sắc cạnh đấy nha các bác. Giá bao ship là 34 triệu. Phía sau thì nó sử dụng trạm loa mỏ chim nha các bác. Mỏ chim. Còn logo giặt JBL phía trong là logo tem trạm loa. Đấy. Tất cả là vuông thành sắc cạnh đấy nha. Đây tổng thể có thể xem phía sau. Rồi em mời các bác cùng xem lại tiếng loa một tí nữa, rồi em sẽ dừng video. Và bác nào mình xem yêu thích cặp loa này thì alo cho em. Cặp loa này series liền kề 900 và 901. Tiếng loa cực đẹp, bass vàng, mic vàng, chép vàng hết luôn. Giá bao ship là 34 triệu bao gồm phí ship nha các bác. Rồi em mời các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Vâng, và sau đây em lên sóng cặp loa JBL L166 Horizon về cách đây 2 ngày. Thì em cũng có công việc nên là lên hơi mệt trễ. Thì sau đây mời các bác nào mình đang quan tâm cặp loa rất là hot này, L166 Horizon. Nó mang cấu hình của L65A nha các bác. Bass 30 Anico, một mic, một chép dom. Đặc trưng của dòng mà L166 Horizon thì nhận biết rất là dễ dàng, bởi vì nó có một cái lưới Ekeng tổ eo đặc trưng, chỉ có L166 là có thôi nha các bác. Những cặp này các bác sưu tầm chơi thì phải cái canh nó phải là đẹp nguyên, còn nguyên. Đó là cái canh tổ em nha các bác. Logo JBL phía trước. Đẹp xuất sắc nha. Cặp này giá 36 năm nha các bác, 36 năm bao gồm phí ship. Lo đẹp xuất sắc nha các bác. Đây là phía trước. Phía trên.
Đây là hai số điện thoại của em nha. Giờ phải là que cạnh bên phải này cô. Cạnh phải này. Cặp này có vân gỗ khá là nổi bật. Lo được cấu hình từ thùng gỗ lạng nha các bác. Khung thành sắt cạnh, giá bao ship là 36 năm, chuyển khoản đủ em bớt 300 ngàn. Các bác cọc tiền thì cọc 10% trở lên, cọc tiền thì tốn phí thu hộ nha, phí thu hộ tiền là 11% trên giá trị thu tiền, và khi các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt cái số tiền đó khoảng 300 ngàn, và em vẫn bao ship cho tất cả các bác nha. Đó là khung thành sắt cạnh hết nha các bác. Phía sau của loa là trang bị rắc mỏ chim nha các bác, mỏ chim nha. Thùng vách đẹp keng nha các bác. Đẹp keng hết. Rồi sau đây em cũng mở keng để các bác cùng xem cặp loa này luôn. Vâng, mời các bác cùng xem tiếng loa, cấu hình cũng như là mặt tiền. Khi tổng thể các bác được thấy phía trước của loa bass 30, một lỗ thông hơi phía trước và hai vi tinh chỉnh cho dải mic và dải chép. Cấu hình là bass Anico, một mic một chép đo. Và mời sau đây mời các bác cùng xem tiếng loa nha. Đây là hai cái vi tinh chỉnh nha các bác, hai vi tinh chỉnh cho dải mic và dải chép nha. Một lỗ thông hơi phía trước, đây bass 30 gần mút. Đấy. L166 Audio nó sử dụng bass của như L65A nha các bác. Một mic và một chép đo. Đây là lo mic. Chép đo. Em về được một cặp này, bác nào mình yêu thích và chốt cặp lo L166 Audio thì alo cho em nha. Giá 36 năm bao ship, chỉ còn đủ em bớt 300 ngàn. Còn cọc tiền thì 10% trở lên, tốn phí thu hộ là 1% trên giá trị thu tiền nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Video giới thiệu và khoe cặp loa L166 Horizon đến đây là kết thúc.